Làm mẹ là hành trình học hỏi, thích ứng liên tục, và chị nghĩ rằng là người ta có thể trở thành người mẹ hoàn hảo, nhưng mà chúng con không cần một người mẹ hoàn hảo, chỉ cần mẹ thế này thôi. Chị mắc rất là nhiều sai lầm, rất là dằn vặt bản thân. Khi mà chị nhìn thấy cái tờ giấy đấy thì chị sững sờ hết cả người. Chị bất lực, mình không quát con vì con mình sai. Mình cần một chỗ để mình giải tỏa. Mình đã không thể ngăn để cho con mình không phạm cái sai lầm đấy. Điều lớn nhất của người mẹ là thấy con mình yêu cuộc sống, yêu con người, yêu chính bản thân mình. Người trong môn nghề, nếu muốn biết có gì thì bấm nút subscribe nhá. Chào mừng các bạn quay trở lại với Spiral Room. Hôm nay là bài viết Huawei phần 2, vạch xuất phát cuộc chiến công nghệ của tác giả Trần Quang Khải được đăng tải trên spyroom.com. Còn mình là Nam, mời các bạn cùng lắng nghe bài viết này nào. Cuộc chiến công nghệ Mỹ-Trung. Sự kiện đánh dấu cuộc xung đột công nghệ là việc phát lệnh bắt giám đốc tài chính Huawei, bà Mạnh Vãn Chu. Tòa án tối cao British Columbia, Canada cho biết bà Mạnh Vãn Chu bị cáo buộc âm mưu lừa đảo nhiều tổ chức tài chính và có thể phải ngồi tù trên 30 năm nếu bị kết tội và dẫn độ về Mỹ. Bà Mạnh bị giam ngày 10 tháng 12 năm 2018, thời điểm phiên điều trần xem xét quyền bảo lãnh tại ngoại cho bà được nối lại. Vài tháng trước đó, hồ sơ tòa án Mỹ đồng thời đã cáo buộc bà bao che cho các công ty có liên quan tới Huawei bán thiết bị cho Iran, vi phạm lệnh cấm vận của Mỹ với quốc gia này. Có thể thấy rằng, Canada bắt giữ Mạnh Vãn Chu theo yêu cầu của Mỹ để chứng minh sự bền chặt trong quan hệ lợi ích đôi bên. Còn đối với Mỹ, sự kiện này là động thái đầu tiên của họ trong việc đánh giá lại yếu tố công nghệ và quyền lực, triển khai những chính sách ngăn chặn sự phát triển của Huawei. Vô hình chung, nó đã thúc đẩy Trung Quốc, quốc gia bảo lãnh cho Huawei cũng phải đưa ra những chiến lược đối đầu toàn diện xung khắc với Mỹ. Huawei bắt đầu tham gia thị trường Mỹ từ việc mở văn phòng đại diện đầu tiên vào năm 2001. Qua gần thập kỷ ở thị trường Mỹ và giành được uy tín đối với các bên cung cấp phần mềm nền tảng. Năm 2010, Huawei thu hút sự chú ý của chính phủ Mỹ khi nỗ lực giành được hợp đồng nâng cấp mạng lưới di động cho công ty viễn thông Sprint của Mỹ. Năm 2015, Huawei dính vào bê bối với cáo buộc có quan hệ chặt chẽ với quân đội Trung Quốc, đồng thời được cho là có sự hậu thuẫn của Bắc Kinh. Tuy nhiên, Huawei không ngừng bác bỏ những cáo buộc này. Năm 2019, Nhậm Chính Phi cũng khẳng định không bao giờ chia sẻ dữ liệu nhạy cảm của khách hàng với chính phủ Trung Quốc. Kinh tế thị trường tự do ở Mỹ khiến các doanh nghiệp độc lập hơn và ít bị sự kiểm soát bởi chính phủ. Điều này dường như lại là hạn chế lớn trong việc tập trung phát triển công nghệ của các nước. Các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu của Mỹ như Qualcomm, Intel cung cấp phần lớn linh kiện và thiết bị cho nền tảng công nghệ. Nhưng các công ty này luôn đặt mục tiêu ăn chắc mặt bền, là phải có lợi nhuận mới tham gia hành động phát triển và họ cũng phải cạnh tranh với các doanh nghiệp tương xứng. Vì vậy, họ cũng ít mạo hiểm đầu tư cho công nghệ 5G với chi phí vô cùng khổng lồ trong việc nghiên cứu và mua bằng sáng chế để cung cấp cho kế hoạch phát triển. Các công ty ở Mỹ vẫn kiên định lợi nhuận với công nghệ 4G và cải thiện hiệu quả của nó về tính năng và hệ thống. Tuy nhiên, các cuộc buôn bán bằng sáng chế và thu mua linh kiện cực lớn của Huawei ở Mỹ đã đặt ra dấu hỏi lớn cho chính phủ Mỹ về kế hoạch phát triển 5G. Khi đó, sự can thiệp của chính phủ Mỹ là hơi chậm trễ. Tiếp đó, Tổng thống Donald Trump triển khai rất nhiều chính sách trong và ngoài nước nhằm cô lập Huawei trên thị trường quốc tế. Năm 2019, Mỹ thể hiện quyết tâm gây ảnh hưởng ở châu Âu về vấn đề Huawei. Tháng 2 năm 2019, Phó Tổng thống Mike Pence xuất hiện tại Hội nghị An ninh Munich và lên tiếng cảnh báo, việc nghỉ chơi với Huawei theo dự báo của các chuyên gia kinh tế sẽ khiến châu Âu mất khoảng 62 tỷ USD. Theo lẽ tự nhiên, chẳng có lý do gì mà bỏ đi nguồn lợi nhuận như vậy. Vì vậy, các nước châu Âu chỉ đồng ý yêu cầu của Mỹ trên danh nghĩa và vẫn ngấm ngầm mở cửa với công nghệ của Huawei để xây dựng quốc gia. Huawei phải chấp nhận những luật chơi mới khi muốn tiếp tục phát triển tại châu Âu. Do vậy, Tổng thống Donald Trump phải đưa ra những chiến lược nhằm hạ gục Huawei ngay lập tức. Đó chính là phải cắt đứt nguồn cung ứng nền tảng, linh kiện chất lượng từ các công ty Mỹ. Ngày 15 tháng 5 2019, ông Trump ký sắc lệnh đặc biệt cấm các quốc gia Mỹ sử dụng thiết bị viễn thông được sản xuất bởi những công ty đưa ra mối đe dọa an ninh Mỹ, đồng thời ngăn chặn những công ty này mua thiết bị thiết yếu từ Mỹ. Trong vòng một tuần, những tin xấu liên tiếp đến với công ty của Trung Quốc. Các công ty như Google, Intel, Qualcomm, Siemens, Micron lên tiếng ngừng hợp tác với Huawei. Không chỉ có vậy, ARM Holdings,
công ty có trụ sở tại Anh cũng thông báo nội bộ về việc đình chỉ kinh doanh với Huawei. Mặc Google, Qualcomm, ARM, Huawei gần như không còn khả năng tiếp tục kinh doanh smartphone. Không có các linh kiện bán dẫn từ Mỹ, Huawei cũng khó có thể duy trì mảng kinh doanh thiết bị viễn thông. Rõ ràng, Huawei đã trở thành tiêu điểm cho những chính sách của Tổng thống Trump nhằm ngăn chặn đánh cắp bản quyền hay bán dữ liệu thông tin cho chính phủ Trung Quốc. Nhưng đó chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Thực tế, Huawei đang trở thành công ty lớn mạnh nhất trong công cuộc phát triển công nghệ 5G. Vì vậy, những đòn đánh vào Huawei chỉ là toan tính mà chính phủ Mỹ nhằm kìm hãm, giảm sức mạnh phát triển mạng 5G của Huawei. Sức mạnh công nghệ của Trung Quốc đang trên đà mở rộng tầm ảnh hưởng, có khả năng đe dọa đến sự phát triển của Mỹ, và nhìn chung, Mỹ đang chậm chân trong cuộc đua công nghệ với Trung Quốc. Trong bối cảnh địa vị của siêu cường có sự suy giảm tương đối, Mỹ đã thông qua các áp đặt thuế quan để ngăn chặn Trung Quốc gia tăng ảnh hưởng, đặc biệt là trên địa hạt kinh tế. Điều này đã gia tăng sức nóng cho cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung kéo dài. Huawei được thành lập ở Trung Quốc trên cơ sở các chính sách phát triển kinh tế của Đặng Tiểu Bình vào cuối thập niên 70 của thế kỷ 20. Đặc khu đầu tiên thành lập ở Thâm Quyến dành cho các công ty công nghệ nhằm tái thiết cuộc cách mạng công nghệ mang màu sắc Trung Quốc. Từ những thành công trong công cuộc cải cách, mở cửa hội nhập quốc tế, Trung Quốc đặt mục tiêu tham vọng mang tên Make in China 2025 nhằm giảm sự phục hồi vào công nghệ nước ngoài, tăng tốc đầu tư trong lĩnh vực viễn thông công nghệ, mạng 5G, vi xử lý và robot. Tham vọng này là một trong những mục đích được đề ra cho con đường phát triển mới của Trung Quốc, hiện thực hóa giấc mộng Trung Hoa. Theo đó, các doanh nghiệp nước ngoài muốn đầu tư vào thị trường Trung Quốc buộc phải chia sẻ công nghệ và chịu sự kiểm soát chặt chẽ trong mọi hoạt động mang tính chính trị cao với chính phủ Trung Quốc. Việc doanh nghiệp nước ngoài không tuân theo luật chia sẻ công nghệ của Trung Quốc sẽ buộc phải rút khỏi thị trường tỷ dân như Google năm 2010. Do vậy, theo luật quốc tế thì chính phủ Trung Quốc có thể toàn quyền sở hữu những tài sản trí tuệ công nghệ không phải bỏ tiền mua như một lợi thế cho sự phát triển công nghệ của mình. Không những đẩy nhanh phát triển công nghệ mới do được thừa hưởng những lợi thế nền tảng công nghệ được chia sẻ có sẵn, chính quyền Trung Quốc còn tiếp tục ủy nhiệm công nghệ cho các doanh nghiệp trong nước. Trong việc ủy nhiệm công nghệ này, phải kể đến công ty được ưu ái và nắm nhiều lợi thế trong phát triển công nghệ 5G, đó là Huawei. Chính Huawei đang thừa hưởng những lợi thế không chi phí từ những công nghệ có sẵn ở Trung Quốc, nên tiết kiệm được thời gian và giá thành sản phẩm. Huawei như một quân cờ được Trung Quốc vun đắp đầy đủ với mục tiêu là sở hữu trí tuệ nhân tạo đầu tiên trên thế giới. Hơn nữa, xu hướng toàn cầu hóa xuyên quốc gia đã tạo ra một thế giới phẳng không biên giới, và Trung Quốc đang tận dụng từ chính đối thủ của mình để phát triển công nghệ ngay trên lãnh thổ của Mỹ. Từ những lợi thế trên, Huawei đã vươn lên dẫn đầu trong cuộc chạy đua nắm công nghệ 5G trước các công ty công nghệ khác trên thế giới. Đối với Trung Quốc, quân cờ Huawei là một đòn quyết định trước Mỹ nhằm đánh bại hoàn toàn vị trí siêu cường thế giới của Mỹ. Tình thế đó buộc Mỹ phải tìm cách ngăn chặn mọi hoạt động phát triển 5G của công ty Huawei. Mỹ buộc Google Play không cho phép Huawei sử dụng công nghệ hỗ trợ phần mềm Android. Mỹ còn gây áp lực mạnh lên các nhà khai thác di động châu Âu, đòi họ phải từ bỏ Huawei trong phát triển mạng 5G của mình. Washington cho rằng, các công ty cung cấp thiết bị viễn thông của Trung Quốc có thể làm gián điệp cho chính quyền Bắc Kinh. Trong khi đó, Samsung khẳng định rằng họ có một mạng lưới và các cơ sở nghiên cứu ở châu Âu và thực sự có thể thúc đẩy các mối quan hệ cần thiết để lấp đầy khoảng trống của Huawei khi cơ hội đến. Do đó, việc phát triển công nghệ của Huawei bị đình trệ về mọi mặt. Điều này đã ảnh hưởng rất lớn tới toan tính ban đầu của Trung Quốc trong cuộc chạy đua làm chủ công nghệ 5G. Tuy nhiên, những bất lợi mà Mỹ gây ra cho Huawei không vì thế mà làm cho doanh thu từ việc bán thiết bị của họ bị thiệt hại nặng nề, mà ngược lại vẫn tăng trưởng một cách tự nhiên. Chính ở quê nhà, Huawei đang trở thành một thế lực đáng gờm, được sự ủng hộ đáng kinh ngạc từ người dùng Trung Quốc, vốn đang cho rằng Huawei bị Mỹ chèn ép. Thị trường của họ từ chỗ trong cùng quý năm 2018 chỉ 24,9% đã lên đến 42,4% trong 2019. Có thể thấy, Trung Quốc đang coi Mỹ là mối đe dọa bên ngoài lớn nhất đối với sự phục hưng quốc gia và nhận thấy họ buộc phải hành động quyết đoán trong cuộc chiến với Mỹ. Trong bối cảnh mới, chiến tranh công nghệ là một trong những vấn đề có ý nghĩa quyết định đến sự phát triển của Trung Quốc. Ở một tầng nấc sâu hơn, cuộc chiến công nghệ đã phơi bày lỗ hổng chiến lược khi Trung Quốc phụ thuộc quá nhiều vào kỹ thuật công nghệ nền của Mỹ. Kịch bản tương lai của cuộc chiến công nghệ Mỹ-Trung.
Mỹ luôn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Trung Quốc. Với Mỹ thì Trung Quốc cũng đứng thứ ba trong vị trí xuất khẩu quốc gia. Về lĩnh vực công nghệ, với các lệnh cấm và đáp trả giữa hai bên, cả Mỹ và Trung Quốc được dự báo đều phải chịu tổn thất. Phía Mỹ từ cuộc chiến công nghệ này cũng đã nhận ra yếu điểm của các doanh nghiệp trong nước là quá độc lập. Vì vậy, Mỹ đã thiết lập những chương trình kiểm soát chống độc quyền. Đơn cử là vào ngày 31 tháng 5 năm 2020, SpaceX đã đi vào lịch sử khi là công ty tư nhân đầu tiên đưa người lên trạm vũ trụ quốc tế ISS. Đây là thành quả sự hợp tác giữa công ty tư nhân với cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA, mở ra hướng đi cho ngành khai thác vũ trụ Mỹ. Còn phía ngành công nghiệp công nghệ của Trung Quốc, cần phải nỗ lực để tồn tại dưới sự đe dọa của các lệnh phong tỏa và xây dựng mô hình tự lực công nghệ trong tương lai. Quyết định sự trừng phạt của Mỹ cũng sẽ khiến cho các nhà đầu tư nước ngoài suy nghĩ lại trước khi đặt mối quan hệ đối tác với các công ty Trung Quốc. Trung Quốc đã đầu tư đáng kể về chính trị cũng như kinh tế để nuôi dưỡng các nhà công nghệ thế giới của họ. Nhưng Mỹ giờ đây đang dùng ưu thế của mình trong lĩnh vực hạ tầng Internet và hệ thống điều hành để ngăn chặn toan tính của Trung Quốc. Công nghệ 5G mà Huawei nắm giữ ban đầu chỉ là cái cớ cho cuộc chiến công nghệ, nhưng quan trọng hơn và lâu dài hơn là cuộc chiến giành vị thế dẫn đầu công nghệ thế giới. Những cuộc tranh chấp kéo dài kiểu như Huawei đang đưa thế giới vào tình trạng không cân bằng và dễ bị tổn thương nhiều hơn. Tương lai không chỉ ở 5G mà sẽ là các thế hệ như 6G, 7G và NG. Tương tự, cuộc chiến công nghệ vẫn sẽ tiếp nối, nhưng công nghệ không phải là bản chất của cuộc chiến, mà bản chất của nó là cuộc chiến tranh, cạnh tranh quyền lực của các quốc gia. Cạnh tranh chiến lược Mỹ-Trung vì thế còn diễn ra lâu dài. Các nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam, ít nhiều cũng bị ảnh hưởng trong dài hạn. Do đó, về phần mình, Việt Nam cần sớm đoán định chính xác tình hình và chủ động có những phương án, chính sách thích hợp cho việc củng cố sức mạnh và lợi ích dân tộc, đảm bảo chủ quyền quốc gia, đồng thời cần kết hợp với sức mạnh thời đại, tăng cường hợp tác chặt chẽ với tất cả các đối tác, nhưng không bị lôi kéo vào những toan tính đầy chính trị của họ. Hy vọng các bạn sẽ thích video lần này. Đừng quên nhấn like, share và subscribe để ủng hộ chúng mình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Cùng mình là Nam đến từ Spider Room.